Hey, nó tất cả mọi người nhau nay tớ lại chơi tan trò tan ban bốn chương này. Đây, chúng ta sẽ xem là chúng ta sẽ đi vào đây lấy cái thẻ này. Đây, chúng ta sẽ đi xuống dưới đây này. Ta xuống dưới đây chúng ta này. Đây các con vật trong game đây. Chúng ta sẽ đi sang bên đây. Chúng ta sẽ mở cái cửa này ra này. Đây chúng ta sẽ vào đây. When the queen mentioned having many visitors in one day, I knew it had to be you. Listen, whatever happened to me, whatever I tried doing to you, just know it wasn't actually me. I was forced to obey without much thought. I tried communicating with you from afar for a reason. Now you know the true reason why. Still, I want to make it up to you. The queen filled me in on the situation with the elevator. I want to help with that. I feel much more in control now. I'll come help you find the missing pieces of the elevator. I Đấy, chúng ta just phải need nói to chuyện rest với nó for a xong little chúng ta bit mới and I'll meet you at whatever that station phải is. đi tiếp được. Đây, nói chuyện xong chúng ta sẽ lấy cái thẻ bên đây này. Chúng ta sẽ sang bên đây. Ta sẽ mở cái cửa này ra. Đây, nó sẽ vào đây. Nó sẽ bật đèn sáng lên này. Đây, chúng ta sẽ mở mắt con bạch tuộc này ra. Đây. Nó thành ngại I'm đấy. unable to hurt you. I'm too weak to do anything. By not listening to me and leaving when you had the chance, you have made a great mistake. Finally, after managing to keep Josh under control, you just had to come around and anger him. Chúng ta phải nói chuyện với nó. Look where your arrogance got us now. A position where neither of us can get to the children. This is your fault. And nobody else's. I meant it when I said I would practice the safest of procedures. But regardless, I have something I want to show you. It sure looks like you need it. Oh, đây nó sẽ chờ chúng ta vào cuộc gặp. Này, các con vật trong game đây. Oh, hi. You're up again. You sure are a sleepy fellow. Agreed. Grab some of the vegetables that you collected for me. Nói chuyện này. Oh, they're all finished. Đây, còn hai con này. I already have consumed my share of the nutrients I've gathered while you were in your slumber. Me too. Sorry about that. Con này nó sẽ đè cái bốc cải dưới gỗ nè. I have never witnessed kindness coming from a spider before. Man, if Double Josh was here, he would have loved those vegetables. I am pretty content that he's not grazing us with his irritating presence. Why do you hate him so much? Sure, he's got some anger issues, but overall, he's pretty chill. We've had our fair share of altercations. Hate is one of the two emotions I am unable to control. What's the second one? Sorrow. Not again. How is anybody able to know fast constant sorrow in a world like ours?
life's misery. Life is too short to be sad all the time, Stinger. Our lives aren't. Well, I don't know what to tell you. You know I'm not the best at this stuff. Maybe Nab can help. Captain? As expected. What's that sound? Lots of other creatures reside in this ecosystem. Could be anything. Thì con nhận xe cái nó sẽ xuất hiện đây này. Yeah, but what kind of animal makes that sound? À, nó sẽ xuất hiện đây này. Ui, nó bắt con ở cái này rồi. Con xoay ra sẽ chết đầu. Cái tổ này nó sẽ kéo xuống này. À. Là chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. À. I should take you out where you stand. Did you really think that I'd allow you in here? Các tên bên mặt sáu đây. Mà là đang đứng trên đây. Turns out to be working with our most wanted criminal behind my back. I had a bad feeling about you the moment I saw you. I wanted to use you as bait for the other criminals, but the queen insisted we give you a chance. À, còn hai đứng trên này. You two should go. Your fate in here won't be much better than your fate out there with the naughty ones. I don't need no partners. I'll find Little Beak, and together, we'll rid the world of monsters like you. Oh, con kia nó bắt con thành đưa. No! I'll save you! Let's get out of here! Chúng ta sẽ chạy về đây. Chạy về đâu? We're safe for now, so there's that. Oh, it's you two. The duo of destruction. Didn't you cause all of this to happen? I did. And I plan to make up for it. Everyone that you cared to see you redeem yourself is probably already gone. So what's the point? How do you even talk? Jellyfish have no brain. We should go turn on the other switches of the door. Let's head to the potentiality sector next. Chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. Trò chơi thứ ba. Đâu có để. Đây, chúng ta sẽ bắn nó ra. Chúng ta lấy chìa khóa này. Chúng ta sẽ mở cái kính cửa này ra. Ồ, cái gì đây? Hồi quá. Ta sẽ xuống gì đây? Ta sẽ mở cái kia này vào. Ta sẽ đi lên trên đây này. Ta sẽ lấy cái tắt. Con đây này, con nhìn này. Đấy. Chúng ta sẽ đi lên trên. Này, chúng ta sẽ chéo tắt rồi.
bỏ đây rồi. Chúng ta vào đây chúng ta tìm thế này. Ở đây. Bà trong kia này. Chúng ta sẽ xuống dưới này. Chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. Chúng ta giật cái mình. On your guard, stranger. We're in the middle of a war, Surgeon and Dadadu. Two powerful figures fighting for power. I wish Banban was here to give us a hand. Looks like we have to disguise as aliens to enter. Let's take these suits from the locker here, stranger. How do I look? Handsome, no doubt. Let's go. Giống con này nè. Nè. Ta sẽ mở cái này ra. Đi vào. Finally, some reinforcement. You stay here and help me guard the gates. And you, get inside. The doctor needs help with the surgery. You go ahead. I'll stay here and guard the camp. Đây, hai con này nó sẽ đợi chúng ta. Ta sẽ phải đi vào đây. Đây, con này nó nằm đây. Good timing. Go find me some tools to operate. Find me four tools, or I can't help this poor man. Ta sẽ tìm đồ để cho bà ấy. Cho con kia nó phẫu thuật. So painful. Thank you. Now help me with this man. Give me the right tool when I speak its name. Give the wrong one, and you will regret it. Scissors. Thank you. Forceps. Không phải cái này không? Wrong tool. Không phải đâu. Chúng ta không thể hồi sinh được. Chúng ta sẽ sang. Chúng ta chỉ chờ 3D. Welcome to Super Hackers Mod Menu. Enjoy playing. Đây, chúng ta sẽ xem. Chúng ta sẽ chơi ban này đi.
Này, và sẽ chưa bà tỷ. Chúng ta sẽ xuống dưới đây. Đây chúng ta sẽ mở cái này ra. Chúng ta cho nên là chúng ta trêu bà đấy. Trò chơi tiếp theo.
trại chúng ta sẽ chiêu con này. Chiêu con này. Đó, cho ông đuổi đi. Sẽ sang trò chơi tiếp theo. Con này sẽ đuổi anh ta này. Ô, nó đuổi con đến đó, nó chạy chạy đó. Để nó đứng đi nào. Để nó vào đây. Ô, chúng ta chạy đó. Ta phải chạy nhanh không nào sẽ bị nó bắt ạ. Ô, nó đuổi rồi, con đến rồi, chạy đó. Đó, vẫn là chúng ta sẽ cho nó bắt đây. À, chúng ta sẽ sang trò chơi cuối cùng. Chúng ta sẽ mở cái này ra. Ta sẽ đi lên trên này. Đây, chúng ta sẽ dí điện vào con này. Đây, chúng ta sẽ lấy cái thẻ. Chuyện này. Đây. Ta mở anh cái này ra. Ô, ông đây này. Chúng ta sẽ dí điện. Wow. Ta cầm lấy khẩu súng. Ô, ông bị giấy này thạch này. Thank you.
vào đây. Vặt xuống đi. Vào đây rồi, chúng ta sẽ đi lên trên. Ô, đã không đi được, chúng ta sẽ đi nối này. Ồ, không phải đây. Đây là. Ta sẽ đi xuống. Phải đây, không phải đây. Ồ, không đây này. Đây à, chúng ta sẽ vào đây. Chúng ta tìm cái chìa khóa này. Không phải đây. Không phải đây. Ồ, không phải đây. Tìm tiếp. Ra đây rồi. Chúng ta sẽ đi ra, chúng ta mở cửa này. Ồ, con này nó chặn này rồi. Đây, chiếc xe đây. Sẽ mở cái này ra. Ta nhập hết những cái này ra này, chúng ta mới chui được xuống. Ta sẽ xuống cái này. Chúng tôi kết thúc video tại đây rồi, mọi người nhớ đăng ký kênh của tôi nha. Hẹn mọi người ở video tiếp theo này.